chưa? Rồi. Hôm nay em đi lang thang nên em lay hoay nên em vô đây. Hôm nay em vô em đi ai em bay vô đây. Ai kêu bay đi vô đây, tao đang lay hoay vô đây, chị bay. Vì em ca không hay nhưng em lay hoay hồi cũng được vô đây. Ai bay không hay đi mua máy bay vô đây cho tao chi bay. Hát chi đây bay. Chưa nó còn ồ mà. Rồi khúc này biết luôn rồi đó. Biết là biết chắc luôn rồi đó. Một chàng hối tay cho ca sĩ Lương Bảo Quyên các bạn ơi. Em hay đi cày nhưng mà em không, em còn gầy cho nên là em không được may. Trời ơi. Sau khi vô đây em quyết định rượu hay anh đi ăn thịt ra cay. Sau khi anh kia đi cày, anh ấy không cao, anh ấy dạng tụi mình đi ăn thịt cay, tao sẽ ăn cho một bữa thiệt là no say. Tiếp chiêu. Ăn xong no say cái anh em mình lấy hoay rồi cái anh mình tay nhầy. Bạo lực. Em đi vô đây em mang theo cây, em quýnh hai anh là bấy nhầy. Gì vậy trời? Ăn chơi nguyên đêm nhưng không nên ăn cho say. Anh em ra đây, anh em mau đi ra đây. Rồi, một tràng vỗ tay cho thí sinh Lương Văn Quyên. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn hai ban giám khảo tha cho em, trời ơi. Để xem lại chương trình yêu thích, cập nhật tin tức và đăng ký vé tham gia, kết nối với Hai Idol tại facebook.com/HaiIdolShow.